Thật không thể tin được. Chưa bao giờ mình có thể tưởng tượng là trận đấu giữa MU và Liverpool có thể diễn ra theo cái chiều hướng như thế này. Hello anh chị em. Trận đấu điên rồ giữa MU và Liverpool hồi cuối tuần phải gọi là không thể đoán trước nổi. Bỗng nhiên MU đánh mất chính mình, thi đấu quyết liệt và quật cường đến tận những phút cuối, xem quá cảm xúc luôn. Còn đa phần các cầu thủ Liverpool bỗng nhiên lại đá như người mất hồn vậy. Dù năm nay họ đang là một đội có những màn trình diễn lật kèo, thiếu người rồi thì bị tài ép đủ kiểu, cực kỳ đẳng cấp. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình điểm qua một vài điểm mà mình thấy thú vị nhất trong cặp đấu này nhé. Nhớ like, subscribe và nếu có rảnh thì hãy nhắn tin vào fanpage huấn luyện viên online để tham khảo chương trình membership với vô vàn hoạt động hàng tuần của bọn mình. Còn giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên, trận này mình phải công nhận là các cầu thủ MU chơi rất là tốt khi có bóng. Mặc dù là đội cửa dưới và phải đối đầu với một đối thủ pressing rất mạnh là Liverpool, nhưng mà trận này MU không quá thua thiệt trong những tình huống bị press. Họ có thể để cho thủ môn Onana vất dài lên phía trên, phối hợp đập nhả để thoát press, hoặc thậm chí là thực hiện những pha qua người đầy tự tin. Trận này tuyến giữa của họ gồm có thần đồng Kobbie Mainoo và ông anh McTominay đều qua người thành công rất nhiều, với tỷ lệ lần lượt là 100%, 4 trên 4 lần thành công và 66% khi mà thành công 2 trên 3 lần. Còn nếu tính toàn đội thì họ thành công tới 13 trên tổng số 23 lần rơi bóng, rõ ràng là tốt hơn nhiều so với con số 10 trên 26 lần ở phía Liverpool. Thế nhưng, trước một đối thủ áp sát mạnh như thế thì nhìn chung dù có phong độ cao, MU vẫn có một vài lần bị vã. Lý do thì nhìn trên hình là hiểu. Đội bóng của Klopp, họ focus khá là nặng vào cánh của Wan-Bissaka, người được coi là kém hơn về mặt kỹ thuật trong cặp cánh của MU. Số pha tắc bóng của Liverpool trên sân MU tập trung rất nhiều và có vị trí rất là cao ở phía đó. Bàn thắng bị từ chối của Endo là một ví dụ tiêu biểu, khi mà nó là kết quả của một pha Wan-Bissaka bị be sạch hướng chuyền khi mà anh ta nhận bóng ở góc sân. Đối với những cầu thủ kiểu như Wan-Bissaka thì nó thật là bị chắn hướng chuyền như này nhiều khi còn khổ hơn cả bị áp sát ấy. Bởi vì anh ta thực sự là không biết sẽ phải làm gì ngoài việc là cố chuyền dài, xong hỏng cả. Bàn thắng thứ hai của Liverpool lúc cuối hiệp 1 cũng thế. Wan-Bissaka tiếp tục trở thành nạn nhân. Liverpool dâng rất là cao để áp sát từng người một của tuyến dưới MU. Thật sự là quá khó để cho một cầu thủ không mạnh kỹ thuật có thể thoát được tình huống như thế này. Thế nhưng nhìn chung thì mình đánh giá MU trận đó vẫn sống khá là ổn trước những tình huống pressing của Liverpool. Và khi vượt qua được các lớp áp lực thì trận này MU cũng lộ rõ ý đồ là cũng đánh vào vị trí half space bên trái, nơi mà Quansa và Gomez đang chấn giữ. Những mắt xích này thì rõ ràng là yếu hơn so với Van Dijk cũng như là Robertson ở phía bên kia. Họ tấn công bằng liên tục những pha overlap và underlap. Và tất nhiên họ đã thành công. Ở bàn thắng đầu tiên thì Garnacho đã xử đẹp pha dâng cao để lộ khoảng trống của trung vệ Liverpool bằng một pha chạy chỗ cơ bản nhưng rất chuẩn bài. Và cú sút của anh ta bật ra là một cơ hội quá tốt cho McTominay ghi bàn mở tỷ số. Và cũng chỉ vài phút sau thôi, Mainoo dây bóng vượt qua hai người tạo cơ hội cho Rashford cầm bóng sộc thẳng vào half space như trên hình. Tại đây, anh thực hiện pha trả ngược cho McTominay một lần nữa, dứt điểm từ tuyến 2. Cơ hội này phải nói là rất nguy hiểm, thế nhưng pha dứt điểm lại đập vào người thủ môn Kelleher. Số pha dứt điểm đến từ phía MU thì cũng phân bổ rất là dày đặc ở khu vực half space trái như trên hình. Rõ ràng đây là một chủ đích của Ten Hag và chủ đích ấy cũng đã thành công. Không những chơi tốt khi có bóng thì MU trận này cũng tận dụng rất là tốt một ngày mà Liverpool không chơi đúng sức để có thể solo pressing. MU nhìn chung thì chơi thấp hơn nhưng mà khi cơ hội đến họ vẫn sẵn sàng dâng cao press. 8 pha 2 turnovers trong đó có 4 pha dẫn tới cú sút là một con số thể hiện hiệu quả rất cao của những tình huống như thế này. Và nếu cần ví dụ thì chính bàn thắng của Rashford là ví dụ tốt nhất. Đã là phút thứ 110 mấy rồi, cả hai đội đều đã thấm mệt. Nhưng hôm nay MU vẫn pressing không ngừng nghỉ, trái ngược với những gì mà mình đã từng lôi ra để chỉ trích họ hồi đầu mùa. Trong pha này họ có đông người hơn hẳn ở cánh phải. Và thực ra thoát pressing pha này ở thể trạng thông thường thì không khó. Nhưng Liver lúc này đã thấm mệt và có vẻ không có khí thế tốt lắm nên là chết ngay. Endo là người có vị trí ngon nhất để nhận bóng nhưng không hiểu sao anh ta lại đứng với tư thế đi bộ, xoay người về phía trước rất là lạ. Một cái tư thế rất là khó để có thể sẵn sàng nhận bóng. Điều này khiến cho đồng đội của anh chần chừ, không thể chuyền được. Kết quả là bị McTominay cắt bóng ngay. Và cuối cùng thì cầu thủ người Scotland khép lại trận đấu cực kỳ hay của mình bằng một pha kiến tạo cho Rashford dứt điểm đánh bại Kelleher. Liverpool bị gỡ hòa trên chính phần sân của mình bằng chính lối chơi mà mình mạnh nhất. Thế nhưng vẫn còn đó những vấn đề. Thực ra thì MU cũng có nhiều video lắm rồi và chúng ta cũng biết là vấn đề của họ đến từ khâu phòng ngự lớn hơn khoản tấn công nhiều. Và dù trong một ngày mà mình đã đánh giá là họ thi đấu tốt, những lỗ hổng rất là kỳ quặc vẫn được lộ ra và một trong những lỗ hổng đó lại nằm ở khu vực giữa sân.
Dù vẫn luôn là một vấn đề lớn nhưng mà thật kỳ lạ khi mà trong một trận đấu quan trọng như thế này, họ lại để cho đối phương có một cái khu vực between the lines rộng mở đến như thế. Khoảng trống này là quá rộng để bất kỳ một trung vệ dập nào có thể khỏa lấp, cũng như bất kỳ một hàng công nào có thể chạy về kịp. Cảm giác như là họ đang pressing với một cái đội hình 4-0-6 vậy, rất là dị. Hoặc là ở trong pha bóng này, do khoảng cách giữa các tuyến của MU là quá rộng, cầu thủ Lever sẽ có vô vàn hướng xử lý khả thi. Anh ta có thể truyền vào khoảng không mình đang khoanh để cho chân chạy cánh lùi về, hoặc là cho số 8 dâng lên, hoặc là liều hơn thì truyền xuyên tuyến thẳng cho tiền đạo, tất cả đều hoàn toàn khả thi. Và quan trọng hơn hết, đó là không gian này rất thoải mái cho người nhận có thể chạm một và xử lý một cách từ từ. Và tình huống ví dụ cuối cùng sẽ là tình huống mà các mạng xã hội đang truyền tay nhau là meme trong suốt ngày hôm qua. Một pha bóng kỳ quặc và không thể giải thích nổi, khi mà hai tuyến trên dưới của MU cách nhau phải tầm 1/3 sân bóng. Khoảng trống này khéo phải trồng được cả một vườn cây hoặc nuôi được mấy trăm con gà mất. Đã vậy, tuyến dưới của họ còn chủ động lùi xuống và chỉ áp sát khi mà Lever đã tiến vào gần 1/3 cuối sân, rất là thụ động. Cũng như tuyến trên thì lại thực hiện những cái đường recovery run, tức là chạy về phòng ngự với một tốc độ khá là lững thững trong suốt cái pha bóng này. Nhưng mà chẳng lẽ Ten Hag lại không nhìn thấy điều này? Mình nghĩ là không. Mình cảm giác là ông có một cái ý đồ gì đấy, bởi vì nhìn cứ như là họ đang cố tình đá như vậy. Thế nhưng nếu cố tình thì quả là kỳ lạ, bởi vì trận này họ rất thường xuyên để trung lộ trống hơ trống hoang như vậy, quá nguy hiểm. Hãy nhìn vào bản đồ số đường truyền ở khu vực zone 14 của hai đội trên hai hình này mà xem. Rõ ràng Liverpool có nhiều hơn hẳn, rất dày đặc luôn. Đúng là hôm nay Liverpool có thể không có một ngày đẹp trời và phong độ tốt nhất, nhưng nếu mà cứ để đối phương quẩy tung trời ở zone 14 thế thì rõ ràng là không ổn, đúng không? Mình không giải thích được nên mình cũng đã đi tìm hiểu khắp nơi xem là có ai lý giải cho mình cái chiến thuật này hay không. Thì nói thật là cũng không có cái câu trả lời nào hợp lý. Nhưng mà thú vị thay, Liverpool cũng tỏ ra khá là lúng túng trong mấy tình huống tự nhiên được cho khoảng trống như vậy. Có lẽ là do quá lạ nên là họ cũng không biết phải làm gì, dù thực ra như vậy về mặt lý thuyết là có lợi. Anh em có suy nghĩ gì về chuyện này không thì comment cho mình biết nhé, chứ mình chịu rồi. Và cuối cùng, điều thú vị nhất của trận này chính là cái cách sắp xếp nhân sự của Ten Hag lúc cuối trận. Với Antony đá hậu vệ trái, Bruno lùi sâu như một trung vệ và không hiểu sao Maguire lại thường xuyên dâng cao. Cái logic đằng sau sự thay đổi vị trí tạm thời của Bruno và Maguire thì đã rõ. Bruno với vai trò là một tiền vệ, chuyền bóng thì tốt hơn mà, cho nên sẽ lùi xuống để Antony được dâng cao. Còn Maguire thì do chiều cao rất là tốt nên có thể cung cấp một phương án tấn công trong những tình huống không chiến, nhất là trong cái thế mà bắt buộc phải ghi bàn. Đồng thời vì anh khá là to khỏe nên cuối trận sẽ hoàn toàn áp đảo về mặt thể chất so với những cầu thủ vốn đã nhỏ hơn, lại còn phải mệt mỏi khi mà thi đấu gần 120 phút ở phía bên kia. Nhưng mà vị trí của Antony thì nhiều người sẽ hơi thắc mắc, nhất là khi trước đó không lâu, Kai Havertz, một chân săn bàn, cũng đã được đưa xuống hậu vệ trái lúc đá cho tuyển Đức. Với mình thì thực ra hai case này cũng không có gì quá đặc biệt, vì khi mà nhìn lên hàng ghế dự bị ấy, thì ngoài mấy ông trẻ và ông Amrabat ra thì còn có ai đá được ở bên phía MU đâu. Thực tế thì trừ những lúc phòng ngự nhìn cũng hơi ngáo ngơ do lạ role, thì Antony thường xuyên dâng cao overlap hỗ trợ cho Garnacho mới chuyển từ cánh phải sang. Chính ra ổn ra phết, Antony thuận chân trái, hụt chân phải, cho sang đó ít ra là cũng dọa được đối phương, đó là mày không cẩn thận thì tao tạt. Điều này giúp cho Garnacho thoải mái hơn rất là nhiều. Đá thuận chân thì cũng khiến cho ông tướng không dê lung tung và sút lung tung được nữa, đỡ tốn bóng hơn rất là nhiều, nhất là ở trong những cái phút quan trọng như thế này, rút ra cũng không được mà cho đá tiếp cũng không xong. Phải nhớ là ở hiệp phụ đầu tiên, Antony dù đã ghi được một bàn rất quan trọng nhưng cũng đã kịp give away 3 quả sút không vào, toàn là sút xa sút bừa, nhìn rất là nản. Anh em thì sao? Có lẽ là anh em fan MU đã rất lâu rồi mới được gáy sướng như thế này. Mình thì không phải fan MU cho nên là thôi mình gáy tới đây thôi. Bây giờ mình sẽ đi chơi đây. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.